Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Cô Long Ly. Và hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu kệ TV rất là đẹp. Và đây là một mẫu kệ TV được đặt riêng theo yêu cầu của anh Chiến chị Loan đến từ Thanh Hóa. Và như mọi thời hiện tại thì em đã dựng xong rồi đây. Và cái kệ TV này điểm nhấn như nào thì em sẽ giới thiệu với mọi người ngay sau đây. Và như mọi người thấy hiện tại cái chất liệu gỗ kệ TV này làm bằng chất liệu gỗ hưng đá dòng Zambia hàng loại 1 mọi người nhé. Và để lọc lựa ra được những cái tấm mà xỉ đẹp, sáu mặt. Mọi người hãy để ý các phần đầu này, gần như sẽ không hề có bất cứ một cái lỗi nào trên sản phẩm. Và thậm chí những cái mặt của nó sở hữu cái đường vân gọi là cực phẩm luôn. Đây, hưng đá mà có xỉ đẹp được có những tấm như này thì cực kỳ là khó luôn. Độ sâu ở đây sẽ là 45 phân. Và như mọi người thấy, hiện tại mẫu kệ TV này sẽ là mẫu 2 thớt, một thớt trên, một thớt dưới. Mỗi thớt sẽ là dày, độ dày đây sẽ là 10 phân. Và cái thớt này cũng sẽ được em Long bo cong tạo dáng. Và riêng phần cổ này với kệ TV hàng phổ thông thì người ta sẽ làm dày 10, nhưng mà hiện tại độ cao đây sẽ là 15, độ dày bản đây sẽ là 10. Và khi mà em làm cái cổ này sẽ cao hơn thì nhìn cái dáng kệ TV sẽ thanh thoát hơn rất là nhiều. Và có một đặc điểm nữa đó chính là tất cả phần khuôn tranh ở đây. Riêng phần khuôn tranh này, độ dày ở đây nó sẽ là 5 phân. Còn cái phần thang ở đây sẽ là 4 phân nhé mọi người. Nguyên một tấm luôn, không phải là hàng chắp đôi như hàng phổ thông. Riêng cái miếng ván này này, độ dày đây sẽ là 4. Và cái phần khuôn tranh đây sẽ là 5 phân này. Và có một đặc điểm rất dễ để mọi người đánh giá cái chất lượng, đó chính là về kỹ thuật. Và như mọi người thấy khi mọi người nhìn chéo như này, cái đường cắt nó cực kỳ là sắc bén, mọi người thấy không? Không hề hở bất cứ một tí gì cả, cực kỳ là bén. Và để tạo cho mọi người một bộ sản phẩm mà nó đẹp về mặt thẩm mỹ thì đây sẽ có một đường cắt chéo này. Và bên này sẽ là một cái thanh ngang để chống đỡ trọng lực cực kỳ nặng bên trên. Và bình thường với nhà phổ thông thì đa phần là người ta sẽ cắt một đường chéo từ bên này sang bên kia. Nhưng mà khi mà chúng ta cắt chéo một đường như vậy, dùng một vài năm kiểu gì thì nó cũng sẽ hở há cái đường này ra. Đó, nên là đây là một đặc điểm mà thực sự rất ít người để ý, nhưng mà nó sẽ mang lại cho mọi người một bộ sản phẩm thực sự nó rất là chất lượng. Thứ hai nữa là về cái mặt ngăn kéo. Và như mọi người thấy độ dày của mặt ngăn kéo này là sẽ là 4 phân đậu luôn. Và em sẽ tạo ra những cái đường soi nhấn rất là đẹp. Và cái ngăn kéo này cũng sẽ được soi mộng đuôi cá bốn phía. Mọi người như mọi người thấy này, cực kỳ là dày với mật độ như này thì mọi người sẽ có một sản phẩm mà thực sự rất là chất lượng. Riêng cái phần ngăn kéo này em sẽ không hề dùng bất cứ một cái đinh nào cả, thậm chí trên cả mẫu kệ này nhá, từ cái đường mộng ở trong này, những cái đường mộng ở phần khuôn ở bên trong này, mộng cắm lên trên này, mộng cắm sang ngang này, gần như là những cái kệ TV này nó sẽ không hề dùng bất cứ một cái đinh nào cả. Thậm chí kể cả những cái phần thanh ăn sâu vào cái phần thớt bên dưới cũng sẽ được cắm mộng đứng mộng nha mọi người. Đó, nên là chắc chắn rằng những sản phẩm bên Cô Long Ly em sẽ tập trung vào cái chất lượng sản phẩm và mang lại cho mọi người một bộ sản phẩm thực sự sẽ không bao giờ phải lăn tăn. Đó, và mọi người có thể nhìn tổng thể lại một lần nữa này, một cái dáng kệ nó cực kỳ đẹp, nó rất là tuyệt vời, nó khác hoàn toàn so với hàng phổ thông. Và mọi người có thể đánh giá này, kể cả phần thớt bên dưới đây, em sẽ quay cho mọi người thấy chi tiết này, mọi người thấy không? Không hề có bất cứ một lỗi nào trên sản phẩm. Chẳng qua là cái thớt bên dưới ấy, thì vân nó sẽ không được đẹp như cái phần thớt bên trên, nên em sẽ ưu tiên lọc lựa ra những cái đường vân đẹp để lên trên. Và với những dòng gỗ quý như này thì bao giờ mọi người sở hữu một sản phẩm mà nó xỉ, nó đẹp, vân nó đẹp như này thì thực sự rất là quý hiếm nha mọi người. Mọi người hãy để ý phần đầu này, gần như là những sản phẩm mà không hề có bất cứ một cái lỗi nào trên sản phẩm. Em sẽ quay xuống bên dưới cho mọi người xem đây, kể cả mặt dưới luôn. Đó, như mọi người thấy đây, rất là tuyệt vời. Và nếu mà ai có nhu cầu về những kệ TV nguyên khối thì có thể liên hệ trực tiếp về Gỗ Long Ly theo số điện thoại là 0865 183 185 và 0836 138 383. Và em Long tự hào đơn vị có thể sản xuất từ A đến Z, từ khâu nhập gỗ, xẻ gỗ, đóng mộc cũng như hoàn thiện với tiêu chuẩn hàng cực kỳ là cao nha mọi người. Và bây giờ thì em sẽ xếp hàng lên xe để chuẩn bị trả hàng đây. Như mọi người thấy này, bây giờ sẽ xếp đi Thanh Hóa. Đó. Và cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi, tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh của Long Minh. Và hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau. Xin chào.